Nhật Kim Anh muốn tái hôn sau 4 năm đổ vỡ, nhìn người ta cười mà mình tủi thân quá. Nhật Kim Anh ẩn ý muốn tái hôn sau khi chứng kiến đám cưới hạnh phúc từ người quen. Nghĩ cảnh đơn độc, côi cút của mình, nữ diễn viên không khỏi chạnh lòng. Sau 4 năm ly hôn và không ngừng tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ, dường như Nhật Kim Anh đang dần mệt mỏi khi phải sống cô đơn, không ai bên cạnh mỗi lúc cần được vỗ về. Mới đây, khi chứng kiến người quen lần lượt kết hôn và sống hạnh phúc, nữ diễn viên không khỏi chạnh lòng. Đăng tải dòng trạng thái chất chứa, tâm trạng trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh ẩn ý muốn tái hôn lần nữa, nhìn người ta cười mà mình tủi thân quá. Ngay lập tức, dưới bài viết của cô, cư dân mạng đã không ngừng gọi tên tình tin đồn Titi và cho rằng cặp đôi đang rục rịch, chuẩn bị về chung một nhà các mẹ ạ. Tuy nhiên việc Titi có là chú rể hay không thì vẫn không ai chắc chắn, suy cho cùng tất cả chỉ là suy đoán của khán giả mà thôi. Ngay khi nhìn thấy Nhật Kim Anh ẩn ý muốn tái hôn, không chỉ cư dân mạng quan tâm mà hàng loạt sao Việt cũng bình luận rùm rả, trong đó diễn viên Cao Thái Hà không ngừng an ủi đàn chị. Về với chị em không cười hạnh phúc hơn cười chị ơi, em ở đội này thấy yêu đời ngất ngưỡng đây, nữ diễn viên khuyên Nhật Kim Anh nên gia nhập hội độc thân chứ đừng lấy chồng chi cho mệt. Mặt khác, người hâm mộ còn đùa rằng sẽ đem nhẫn đến tận cầu hôn bà mẹ một con cho đỡ tủi thân. Động thái muốn lấy chồng của Nhật Kim Anh ngay lập tức khiến đội đệ thuyền cho cô và tình tin đồn Titi có thêm lý do để phấn khích. Hàng loạt người reo tên Titi khuyên anh nên tấn công mạnh mẽ hơn để sớm rước nàng về dinh. Nghĩ cho cùng, thương cho Nhật Kim Anh, kết hôn chưa bao lâu đã nhận cái kết không trọn vẹn, giờ có con cũng không được nuôi nữa chứ. Chỉ trong vòng một ngày, cặp vợ chồng Son gặp đến 3 lần mất điện. Tiệc cưới của cặp đôi bửu lộc Nhật Kim Anh được tổ chức long trọng tại Cần Thơ với sự tham gia khoảng 1.000 khách mời. Bất ngờ khi MC Thanh Bạch đang chuẩn bị giới thiệu quan khách hướng về cổng hoa để chào đón tân lang và tân nương thì sự cố mất điện xảy ra khiến cô dâu và chú rể vô cùng lo lắng. Chỉ trong vòng một ngày, cặp vợ chồng Son gặp đến 3 lần mất điện. Đầu tiên là mất điện tại nhà cô dâu vào lúc 1:30 sáng nay, tiếp đến là khi chắc dâu về đến Cần Thơ thì nhà trai bị mất điện và buổi tối diễn ra tiệc thành hôn cũng bị sự cố mất điện. Từ 5 giờ chiều, cô dâu và chú rể đã chào đón quan khách hai bên gia đình, tông chủ màu đạo, trắng và tím, tiệc tổ chức ngoài trời được phân chia khu vực khá rạch ròi. Cô dâu thay bốn bộ trang phục, trong đó có chiếc váy cưới dài 3m, nặng khoảng 3kg. Đôi uyên ương nhận được nhiều lời khen ngợi không chỉ bởi vẻ đẹp rạng người mà còn biết cách bày vẽ tình cảm với mọi người đến tham dự tiệc. Cô dâu thực hiện một MV ca nhạc hài để tặng chú rể cũng như dành cho quan khách có mặt trong ngày cưới, đặc biệt sự xuất hiện của máy bay Flycam điều khiển để làm nhiệm vụ quay hình khiến khán giả vô cùng thích thú.